Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay cho các em ở cái bài 128 129 rồi đúng không nào? Của cái bài 16 ước chung và bòi chung. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 130 và 131 cũng khá là hay và hấp dẫn ha. Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 130 các em nhé. Thầy có bài 130 các em. Gọi G là tập hợp các số là bội của 3 ha. Như vậy G đây chính là tập hợp các số là bội 3. Như vậy chúng ta đi tìm bội của 3 ra. H là tập hợp các số là ước của 18. Như vậy tập hợp G đây là giao, giao với tập hợp H. Như vậy thì giao thì chúng ta sẽ lấy cái phần gì? Phần chung. Các em nhớ giao nghĩa là phần chung và phần giống nhau giữa hai tập hợp. Các em hiểu chưa nào? Như vậy bước đầu G này chính là tập hợp nó bằng bội của 3. Và bội của 3 thì chúng ta sẽ đi tìm ra. Để tìm bội của một số nào đó thì các em lấy số đó nhân từ 0 này. Nhớ nhân từ 0 chứ không phải nhân từ 1 nhé. 0, 1, 2, 3, 4 gì đây á. À, ok. Như vậy thì nghĩa là chúng ta đi thuộc cái bảng tiểu chương 3 các em, là nhân tiếp theo nữa. Tất cả số tự nhiên trên 10 nữa các em. Và cái này chắc chắn ta phải viết dưới dạng tổng quát nhá. Chúng ta viết phải viết dưới dạng tổng quát. Như vậy thì ở đây là 300 này, 3 này, 6 này, 9 này, 12, cứ đúng không? 15, 18, 21, 24, vân vân đi. Từ từ ngoặc em, viết cái dạng tổng quát đi. 0.3k, k là tập hợp số tự nhiên nha các em nha. Với k ở đây là thuộc n này. Được chưa nào? Đó. Còn là tập hợp H. Tập hợp H đây chính là ước của 18. Thì ước 18 thì tìm dễ rồi em. Nghĩa là để tìm ước của một số nào đó thì chúng ta sẽ lấy số đó chia từ 1 cho tới cái số đó. Nghĩa là muốn đi tìm ước của A thì chia từ 1 cho tới A. Nhưng mà các em lấy 18 thì chia từ 1 tới 18 mà được số nào nó chia hết thì ghi vô đây. Như vậy thì ta có 1 này, 2 này, 3 này, 4 được không? Không. 5 được không? Không. 6 được không? Được. Gì nữa các em? 7, 8, 9, 9 này. Và chắc chắn cuối cùng sẽ là 10, 18. Như vậy thì G, vậy tập hợp G mà giao, cái này đọc là giao với tập hợp H. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần chung các em. 1, 2, 3, có số 3 này. Chung này. Có số mấy nữa? Số 9 này. Và số mấy nữa? Số 10. 18. Vậy thôi. Rất là dễ hiểu như thế. Các em có hiểu không nào? Ok. Được chưa? Đùa. Như vậy thì nó thực sự em là thầy cũng muốn ra cái khóa học online toán chuyên đề và nâng cao như này. Nhưng mà thầy không có thời gian quay các em ạ. Thầy tận dụng thời gian mà là từng ly từng tí để mình thầy ráng quay để mà có cái video để mà up lên cho không các em. Thầy cũng nghĩ như này các em. Thầy nghĩ là khi chúng ta đăng ký vào kênh thầy, nó sẽ nhận được cái thông báo của YouTube gửi đến. Mà khi chúng ta mở ra toàn là của các anh chị 7, 8, 9, 10 thì em buồn chứ đúng không? Em buồn chứ. Thầy cũng cố gắng sắp xếp thời gian nữa ra. Còn riêng là sách giáo khoa cũng như sách bài tập thì thầy đã quay xong rồi. Thì bạn nào chưa xem xong thì các em nên xem ở cái phần sách giáo khoa trước, rồi tới sách bài tập, rồi tới nâng cao. Chứ đừng có một bước nhảy lên nâng cao mà chừng sách giáo khoa quay lại là không biết là làm là coi như hỏng đấy em. Các em hiểu chưa nào? Ok, rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài 131 nhé. 130 như thế này các em hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? 131 nha. Trong clip sau thầy sẽ quay em ở cái ước chung lớn nhất. Rồi. Ta có bài 131 nha. Có một số sách giáo khoa, nghĩa là ở đây không biết là bao nhiêu quyển sách đấy. Nếu xếp thành từng chồng 10 cuốn thì vừa hết. Các em nhớ nha, 10 cuốn thì vừa hết. Không biết bao nhiêu chồng sách, nhưng mà cứ xếp cứ một chồng 10 cuốn, 10 cuốn, 10 cuốn, 10 cuốn. Các em xếp vào, xếp vào, xếp vào thì vừa hết. Các em hiểu chưa nào?
nhân xếp thành từng chồng mà 12 cuốn thì thừa 2 cuốn. Nếu 12 cuốn á thì thừa 2 cuốn. 18 cuốn chắc chắn sẽ thừa bao nhiêu? Thừa 8 cuốn. Đó. Biết rằng cái số sách nó nằm ở trong cái khoảng là sách này. Nó nằm trong khoảng là từ là 715 quyển cho đến là 1000 quyển. Nhớ này, cái mẹo mà để làm khi nào biết nó là ướt và nó là bọ nha. Khi em nhớ là nó có cái khoảng, thì chắc chắn nó sẽ là bọ nha. Bọ. Em nhớ em thầy như vậy nha. Và chắc chắn nó sẽ là bọ chung nữa em. Đối với bài này á, nếu như chúng ta học ở bài 18 xong, cái bài 18 là cái bài bọ chung nhỏ nhất đấy, thì đối với cái bài này nó dễ như hơn ăn cháo nữa em. Nhưng mà ở đây chúng ta chưa học cái bài đó. Chúng ta chưa biết cách phân tích ra thử số nguyên tố để chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất. Từ đó chúng ta sẽ đi tìm bội chung của các số đó. Mà ở đây chúng ta làm với cái cách là liệt kê thì nó hơi lâu. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây các em thấy rằng là gì? Nếu như giả sử như chúng ta gọi cái số sách giáo khoa ban đầu ở đây là X, cái đúng không nào? Thì cái số sách mà chúng ta cần tìm nó phải là gì? Nó phải là x cộng 10. X cộng 10. Và tại vì sao? 10 cuốn thì nó xếp vừa hết. 12 cuốn thì sẽ thừa 2 cuốn, 18 thì sẽ thừa 8 cuốn. Ví dụ như 15 cuốn chắc chắn sẽ thừa là 5 cuốn. Chứng tỏ cái số sách này nó phải cộng bao nhiêu? Nó phải cộng với 10. Thì khi đó nó mới xếp vào thì nó mới hết được. Cái mình hiểu chưa nào? Và số sách này nó phải nằm ở trong cái khoảng này này. Khoảng này. Đó. Từ cái phần giả thiết ở trong sách giáo khoa sách này thì chúng ta sẽ lập luận và đi tìm ra. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta giải nhá. Những cái bài này gọi là bài nâng cao này các em này. Không phải ai cũng làm được cái bài này đâu, hiểu chưa? Các em hiểu chưa nào? Đùa. Người ta hỏi đối với bài này, người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ gọi cái đó. Chúng ta phải gọi. Đối với dạng bài tập này chúng ta phải gọi nghe. Người ta hỏi là hỏi tìm cái số ở sách giáo khoa này, tính số sách đó này nghe. Như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta gọi ha, chúng ta gọi số sách là x. Đó nào. Thì cái số sách thì theo cái đề bài đây. Theo đề bài ta có như vậy thì chúng ta có ở đây là x cộng với 10. X cộng 10 nó sẽ bằng gì? Cái bội chung của bao nhiêu em? Bao nhiêu cuốn đây? 10 cuốn này thì vừa hết, 12 cuốn thì thừa 2, 18 cuốn thì thừa 8. Tại vì ở đây bản thân x cộng 10 rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm bội chung của 10, 12 và 18. Và đồng thời, và cái x này nó nằm ở trong cái khoảng nào em? Hả? X này nó nằm trong khoảng là từ 715 nhỏ bằng, tại vì khoảng thì ngay đây có bằng nhá, 1000. Được chưa nào? Ok. Như vậy thông thường á, chúng ta phải đi tìm bội của 10 này, bội của 12 này và bội của 18. Sau đó các em sẽ lấy bội chung của ba số này. Có đúng không nào? Đó. Như vậy bây giờ chúng ta có đi tìm bội của 10 bằng bội của 12 bằng và bội của 18 này. Và cái bội này, những số liệu này nó phải nằm ở trong khoảng này. Được chưa nào? Như vậy thì thông thường ví dụ là tìm bội của 10 thì 0 này, 10 này, 20. Cái vòng vòng này em. Ở đây cho tới số bao nhiêu em? Nằm trong khoảng này là có bao nhiêu? Trong này là 800 này, rồi 900 này, có đúng không? 1000 này, có đúng chưa nào? Ở đây chúng ta ghi là, nếu mà chính xác nữa, chấm ba chấm này, này là 10k này, được chưa? Chấm ba chấm đó. Còn đối với 12 thì em cũng là 0 này, 12 này, 24 này. Ở đây chúng ta nằm trong khoảng đấy là các em sẽ thấy là bao nhiêu em?
12. Như vậy thì ở đây này, chúng ta mình thấy nó mới tính xíu nha. Chấm 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 ở đây kem viêm thầy là 720 này. Chấm chấm đây là 900 này. Để cho nào. Vân vân. Ở đây là 12k này. Nghĩa là nếu như mà đối với cái bài này á, mà nó làm ở dưới dạng mà thầy nói các em là cái cách hồi nãy thì ra nhanh lắm em nha. Tiếp tục em. Bộ 18 thì em làm tương tự như vậy. 18 này, 36 này, vân vân ở đây, 720, đây 900 em, nó nằm mục đích thầy đang hướng tới là số 900 là chung rồi này. Đây là 18k này. Được chưa nào? Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ nằm ở trong cái khoảng này, nằm ở trong cái khoảng này ha. Vì x cộng 10 á, x cộng 10 nó cái này em ghi thuộc đi, đừng ghi bằng. Thuộc bội chung của 10 này, 12, 18 và đồng thời á nó nằm trong cái khoảng là này. Đó nè. Nên chúng ta suy ra cái x cộng 10 này nó sẽ bằng là 900 nha. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy được ở đây là cái số 900 này. Em thấy như nào? Như vậy từ đây chúng ta suy ra là x sẽ bằng là 900 trừ đi cho 10 thì sẽ bằng 890. Được chưa nào? Vậy cái số sách cần tìm mà nó để nó thỏa mãn điều kiện là 890 quyển. Được chưa? Đó. Cái đề bài em nhìn thấy đề bài một xíu nữa. Đây cái đề bài. Được chưa? Rồi. Rồi, clip hôm nay tới đây là kết thúc của em. Trong clip sau thì thầy sẽ quay cho em ở cái bài 17 ước chung lớn nhất nhé. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha.